Văn hậu Quang Hải bị khinh rẻ không thương tiếc, Theraton bất ngờ được cả châu Á khen ngợi. Theraton đã có màn trình diễn cực hay trong ngày giúp Thái Lan hòa 2-2 trước đội tuyển Việt Nam, còn Quang Hải thực sự quá mờ nhạt. Ngay trước trận chung kết, huấn luyện viên Park Hang-seo đã phân tích lối chơi của đội tuyển Thái Lan. Ông Park nhấn mạnh cần phải bắt được Theraton Bumathan, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đối phương tại AFF Cup 2022. Về phía đội tuyển Thái Lan, tuyến giữa có những nhóm phối hợp rất tốt, số 6 và số 11 bên trái, số 5, 6, 7 chơi rất linh hoạt. Hàng công của Thái Lan tốt nhưng không đến mức để đội tuyển Việt Nam phải lo sợ. Hàng công của Thái Lan mạnh là nhờ có sự hỗ trợ của số 3 Theraton Bumathan. Nếu phong tỏa được cầu thủ này thì chúng ta chẳng việc gì phải sợ Thái Lan, huấn luyện viên Park Hang-seo nói. Ông Park nhận định hoàn toàn chính xác về Theraton Bumathan. Cầu thủ đã có 4 đường kiến tạo cho đội tuyển Thái Lan ở AFF Cup năm nay. Theraton là nhạc trưởng và là ngòi nổ nguy hiểm cần phải phong tỏa ở trận chung kết. Trong 90 phút ở sân Mỹ Đình, Theraton Bumathan tiếp tục cho thấy được tài năng trước đội tuyển Việt Nam. Theraton Bumathan có pha sút phạt dội xà ngang ở phút thứ 43 và màn trình diễn trong hiệp 2 của Theraton Bumathan là sự khác biệt ở trận chung kết lượt đi. Ở phút thứ 48, đội trưởng của Thái Lan phất một đường truyền dài và Poramet đã phá bẫy Việt Vị thành công, sau đó loại Quế Ngọc Hải để sút tung lưới của Văn Lâm. Theraton tiếp tục kiến tạo thành bàn với đường truyền cho Sarek Yonjen phá bẫy Việt Vị và sút tung lưới Văn Lâm lần thứ 2 trong trận đấu. Cả hai bàn thua của tuyển Việt Nam đều đến từ sai lầm khó hiểu của hàng thủ. Trong ngày Theraton tỏa sáng thì Quang Hải gần như mất tích. Ngôi sao đang thi đấu ở Pháp chỉ để lại dấu ấn với hai pha dứt điểm cầu may trong hiệp đấu thứ nhất. Quang Hải mờ nhạt đến mức huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định rút anh ra khỏi sân ở cuối hiệp 2 để nhường chỗ cho Văn Quyết. Đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn và có bàn thắng gỡ hòa 2-2 do công của Văn Thanh. Nên nhớ, ông Park rất hiếm khi thay Quang Hải, trừ trường hợp anh bị chấn thương và đội tuyển Việt Nam bị dẫn bàn thì ông Park vẫn rút Quang Hải rời khỏi sân. Điều đó cho thấy số 19 thi đấu dưới sức trung bình. Quang Hải không chỉ đá tệ ở trận chung kết lượt đi mà hầu hết trong cả giải đấu AFF Cup 2022. Quang Hải chỉ có vỏn vẹn một pha kiến tạo và chưa ghi được bàn thắng nào. Hải con cần chứng tỏ ở trận chung kết lượt về. Trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi trước trận chung kết lượt về vào ngày 16 tháng 1 tại sân Thammasat. Đội tuyển Việt Nam cần thắng Thái Lan hoặc hòa 3-3 để có thể vô địch. Trường hợp hòa 2-2 thì hai đội sẽ quay ra đá hiệp phụ. Sớm dẫn trước nhờ bàn thắng của Tiến Linh, nhưng khả năng bọc lót chưa tốt của tuyến giữa khiến đội tuyển bóng đá Việt Nam suýt nữa thua Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Những dấu ấn của Tây Bắc, Thái Lan là đối thủ duy nhất ở Đông Nam Á mà huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng thắng ở một trận đấu chính thức. Thậm chí, ông còn nhận thất bại trước người Thái ở trận bán kết AFF Cup năm 2020 trong cuộc chạm trán tạm coi là phân định nhà vua thực sự của bóng đá khu vực. Bởi vậy, hai trận chung kết AFF Cup năm 2022 là cơ hội để ông Park lấp đầy bộ sưu tập chiến thắng cá nhân và cũng giúp bóng đá Việt Nam gỡ bỏ 15 năm chỉ biết hòa và thua Thái Lan. Ông đã dành thật nhiều tâm huyết để lên kế hoạch hòng tìm lấy lợi thế cho đội nhà tại sân Mỹ Đình. Một trong những thành công của ông Park là sử dụng Quế Ngọc Hải như một tiền vệ ảo khi nhận ra Manu Poking bố trí một đội hình chơi thấp, chơi an toàn như thể cầu hòa ở sân khách. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã mạnh dạn đẩy trung vệ đá ở chính giữa hàng phòng thủ lên cao hơn như một cầu thủ chia bài. Ngọc Hải lặng lẽ băng lên ở biên phải là một tình huống mà người Thái có lẽ chưa hình dung ra để tìm cách ngăn chặn. Đường truyền vào bên trong của Hải Quế cũng chất lượng đến mức Tiến Linh chỉ cần lao người đánh đầu là loại bỏ hoàn toàn cả trung vệ lẫn thủ môn của đội tuyển Thái Lan. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo còn có một quyết định thay người mang tính sống còn giúp cho đội tuyển Việt Nam gỡ lại phần nào bất lợi. Đó là khi Vũ Văn Thanh vào thay cho Hồ Tấn Tài và chỉ ít phút sau đó có mặt trên sân, Văn Thanh đã tung cú sút chéo góc san bằng cách biệt 2-2 cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đấy là tất cả những gì mà chúng ta làm được ở sân nhà khi mà phần chủ động của trận đấu hầu như thuộc về người Thái. Trả giá cho những sai lầm, tưởng như chúng ta đã nắm trận đấu trong tay khi mà bàn thắng đến khá sớm từ phút thứ 24. Thời điểm đó, Thái Lan cũng có một vài pha xuống bóng sắc nét nhưng chưa đủ tính sát thương để gây uy hiếp cho khung thành của Văn Lâm. Nhưng khi hiệp 1 kết thúc, cách chơi của tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam đã để lại những dự cảm bất an.
mà pha bóng đập xà ngang là một lời cảnh báo. Ông Park bố trí ba tiền vệ là Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng. Song thực tế không có một vị trí đánh chặn nào theo kiểu săn bóng và càn quét. Đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội để lùi sâu phòng ngự và chờ đợi phản công. Cách đá mà ông Park vô cùng ưa thích. Tiếc rằng trong một ngày mà bộ ba tiền vệ tốt nhất của ông Park đều chơi dưới sức, đội tuyển Việt Nam mắc kẹt giữa hai luồng ý tưởng. Chúng ta đã thủng lưới quá dễ dàng chỉ sau hai đường truyền từ xa, một bổng, một sệt của Theraton Bumathan. Đấy là một hệ thống các lỗi vị trí, khoảng trống sau lưng của Đỗ Duy Mạnh, bẫy việt vị không thành của Bùi Hoàng Việt Anh, và tất cả đều bắt nguồn từ khâu đánh trận lỏng lẻo từ tuyến 2. Khi thiếu vắng Charathip Songkrasin, ông Manopoking gần như chỉ còn Theraton là có khả năng kiến tạo. Chúng ta biết thế nhưng đã không làm tốt để phong tỏa nguồn cấp bóng của Thái Lan. Đỗ Duy Mạnh cũng là một mắt xích yếu trong hàng phòng thủ. Anh liên tục bị đội tuyển Indonesia khai thác ở trận đấu lượt về. Ông Park đã cất Duy Mạnh để có được chiến thắng chung cuộc trước đội bóng xứ vạn đảo. Nhưng rồi, như một thói quen, lại sử dụng anh cho màn cân não với người Thái. Ngay cả Hùng Dũng, người đội trưởng đầy tin cậy, cũng suýt trở thành tội đồ với pha xử lý cầu toàn ở phút thứ 90+5, biến cơ hội của mình thành cơ hội cho đối thủ. Nếu Ekanit Panya truyền cho đồng đội thay vì tự mình dứt điểm trúng người Văn Lâm ở pha bóng 2-1, thì đội tuyển Việt Nam có thể một lần nữa hết cơ hội ngay ở trận đấu lượt đi. Lúc này, thầy trò ông Park Hang-seo đang rơi vào thế bất lợi trước trận chung kết lượt về. Nhưng dù sao, những nỗ lực ghi bàn để giành chiến thắng trên sân khách vẫn còn là thực tế. Trận chung kết lượt về có tỷ số như thế nào thì đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch và có thể xảy ra những kịch bản như thế nào. Trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã hòa với đội tuyển Thái Lan với tỷ số 2-2. Vì luật bàn thắng trên sân khách được áp dụng ở AFF Cup năm 2022, nên nếu trận lượt về có tỷ số như thế nào thì đội tuyển Việt Nam sẽ vô địch. Và những tình huống nào có thể xảy ra ở trận đấu lượt về? Đúng như dự đoán, trận chung kết lượt đi của giải AFF Cup năm 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra căng thẳng từ đầu đến cuối. Đội tuyển Việt Nam mở tỷ số từ tương đối sớm với bàn thắng của Tiến Linh. Nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn rất lì lợm, lội ngược dòng, đưa tỷ số lên 2-1. Cuối cùng thì Văn Thanh đã gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Việt Nam bằng bàn thắng quý giá ở phút thứ 88. Vì luật bàn thắng sân khách được áp dụng ở giải đấu năm nay, nên huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phải thừa nhận rằng đội tuyển Thái Lan đang là đội có lợi thế. Vậy với tỷ số 2-2 ở trận đấu lượt đi, đội tuyển Việt Nam có thể vô địch nếu trận lượt về kết thúc với tỷ số như thế nào? Như thầy Park nói, chúng ta chỉ cần thắng 1-0 ở trận đấu lượt về là sẽ lên ngôi vô địch. Đúng là như vậy, vì ở trận đấu lượt đi đã hòa thì đội nào thắng ở trận đấu lượt về sẽ là đội thắng chung cuộc. Nhưng nếu trận lượt về kết thúc với tỷ số hòa thì cần phải xem là hòa bao nhiêu. Nếu hòa 0-0 hay 1-1 thì tham vọng của đội tuyển Việt Nam sẽ không thành sự thật, bởi đội tuyển Thái Lan sẽ được coi là thắng do có nhiều bàn thắng trên sân khách hơn. Còn nếu trận lượt về kết thúc với tỷ số 2-2 trong 90 phút thì tất cả sẽ lại trở về điểm khởi đầu. Hai đội sẽ bước vào hiệp phụ và nếu vẫn bất phân thắng bại thì sẽ đá luân lưu. Nếu tỷ số trận chung kết lượt về là hòa từ 3-3 trở lên thì tổng tỷ số sẽ là hòa, nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ lên ngôi vô địch vì chúng ta ghi được nhiều bàn thắng hơn trên sân khách. Thắng hoặc hòa với nhiều bàn thắng trở lên trên đất Thái không phải là việc dễ, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội và trong bóng đá tỷ số nào cũng có thể xảy ra. Báo Hàn phát sốt vì bàn thắng của Văn Thanh. Cuối hiệp 2, khi đội tuyển Việt Nam bị Thái Lan dẫn trước 2-1, huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện tài cầm quân của mình. Huấn luyện viên Park đã đưa Văn Thanh vào sân từ băng ghế dự bị và sau đó cầu thủ này đã xé lưới đội tuyển Thái Lan với cú sút đẹp mắt ở trước vòng cấm. Cho Sun của Hàn Quốc viết sau trận hòa 2-2 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam mở tỷ số trong hiệp 1 nhờ pha lập công của Tiến Linh. Tuy nhiên, sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan đã vươn lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Avirai và Yoyen. Mặc dù vậy, Văn Thanh vẫn tỏa sáng với bàn thắng ở phút thứ 88 giúp cho đội tuyển Việt Nam có trận hòa trên sân nhà. Cho Sun sau đó mô tả bầu không khí phấn khích ở sân Mỹ Đình và màn ăn mừng cuồng nhiệt của huấn luyện viên Park Hang-seo về bàn thắng của Văn Thanh. Trong khi đó, Star New Korea thì ca ngợi pha lập công của Văn Thanh. Cú sút từ cự ly trung bình tuyệt vời giúp cho đội bóng của ông Park Hang-seo hòa gay cấn 2-2 trước đội tuyển Thái Lan và níu giữ hy vọng chiến thắng ở trận đấu lượt về.
Trang báo của Hàn Quốc viết về việc hàng thủ của đội tuyển Việt Nam nhận hai bàn thua ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022. Đội tuyển Thái Lan suýt chút nữa đã ngược dòng giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở cuối hiệp 2, Văn Thành đã thực hiện cú dứt điểm xé lưới đối thủ, giúp cho đội tuyển Việt Nam san bằng tỷ số một cách đầy kịch tính. Dian Lan bình luận về tình huống ghi bàn của Văn Thành. Khi đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1, huấn luyện viên Park Hang-seo thở dài ngao ngán. Tuy nhiên, ông và các học trò đã không bỏ cuộc. Đến phút thứ 88, tuyển Việt Nam quân bình tỷ số nhờ cú sút không thể ngăn cản của Văn Thành. Bàn thắng này đã làm nức lòng các cổ động viên Việt Nam. Song, không có thêm bàn thắng nào nữa được ghi. Huấn luyện viên Park Hang-seo không thua trong trận đấu cuối cùng của ông trên sân nhà Mỹ Đình với tư cách là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam.